Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Soi sạn cùng vui với sạn phim. Và hôm nay chúng ta sẽ moi móc những hạt sạn từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất của nàng tiên cá. Nhưng không phải là đóng hỗn độn năm 2023, mà là The Little Mermaid năm 1989 nha. Điều kỳ lạ là những con cá heo này có vẻ rất vui khi nhìn thấy đám tàu thuyền đi qua. Mặc dù là theo như logic trong phim thì mọi sinh vật biển đều sẽ ghét con người ngoại trừ Ariel. Vì đức vua của họ muốn như vậy nên là đám cá heo này phải giận dữ thì mới đúng chứ. Hai tên thủy thủ này có lẽ quên mất rằng việc buộc khăn lên đầu để bảo vệ tóc của chúng khỏi bị ướt. Nhưng mà điều đó còn ý nghĩa gì nữa khi mà tóc của họ đang lộ ra như thế này? Nó phải đi chung thuyền với đám thủy thủ không biết ý nghĩa thực sự của việc buộc khăn như này thì chẳng trách sao ngay sau đó cả đoàn tàu bị đắm rồi ha. Còn tên thủy thủ ngồi ngoài cùng, nếu ngồi như vậy thì xui kèo tên này sắp rơi khỏi tàu tới nơi vì ngồi sai tư thế trên cột buồm. Còn nếu bạn thắc mắc phải ngồi như thế nào mới đúng thì hãy nhìn xem hai tên thủy thủ kế bên là biết. Còn tên thủy thủ này thì đang lấy từng con cá ra khỏi lưới, vậy thì đổ hết vào thùng một lần cho gọn. Cách làm quá còn kềnh luôn. Mặc dù họ phải đi ra biển nhưng mà con chó này vẫn có nhiều lông vờ lờ. Không ai nghĩ rằng nó rơi xuống biển thì nó sẽ bị ướt và đám lông đó sẽ khiến cho nó gặp khó khăn trong việc bơi lội hay sao. Lâu đài, nếu bạn xây một lâu đài dưới biển và muốn nó an toàn hơn để không bị con người dòm ngó thì chắc chắn là phải xây ở một nơi sâu hơn vị trí của lâu đài hiện tại, và rõ ràng là nó cũng sẽ tối đến mức không thể nhìn thấy gì. Quốc vương Triton mặc dù ghét con người nhưng vẫn tò mò cuộc sống của họ chăng? Goofy, vịt Donald và chuột Mickey có thể thở dưới nước mà không cần bình oxy. Vua Triton sử dụng quyền năng của cây đinh ba và dùng ba con cá heo để thắp nến thay vì đứng ở dưới và bắn lên. Nhà làm phim cho một người cá đeo nơ, nhìn như mấy dancer thoát y trong quán bar vậy. Trong bộ phim này thì cá có khả năng tư duy giống như con người, tuy nhiên một vài loài cá thì lại bị đem đi làm thú cưỡi. Và nếu bạn nghĩ về nó thì hẳn là mọi sinh vật ở dưới biển đều không bình đẳng như nhau. Đúng là ở vương quốc cá thì mọi loài cá đều cư xử giống như con người và cách sinh sống của họ cũng vậy. Nhưng làm thế nào để họ có thể in mực lên giấy khi đang ở dưới nước? Và làm sao mà ở dưới đáy biển tối thui lại có đèn sáng như vậy? Đây là một ban nhạc cá đang chơi nhạc cụ ở dưới nước. Làm sao mà nhạc cụ lại có thể hoạt động ở dưới nước được? Ok, có lẽ là vật lý hoạt động khác với ngoài đời trong phim hoạt hình. Ở cảnh này thì bong bóng được sử dụng làm như tấm màn che sân khấu, nhưng nó có ý nghĩa gì khi mà chúng ta đều có thể nhìn xuyên qua bong bóng? Ở đoạn này thì Floater đã nói rằng mình không bơi kịp theo Ariel. No, I can't swim that fast. Nhưng thực ra là có, và trong nó chẳng có gì là khó khăn hết. Mặc dù đây là phim dành cho trẻ em, nhưng có thể thấy là Ariel vẫn ép bạn mình đi vào nơi nguy hiểm dù người ta đã từ chối. Nên là bé ngoan, đừng nên bắt chước Ariel mà ép buộc người khác nhé. Sau khi nhìn thấy con tàu, Floater nói trong nó có vẻ ẩm ướt. It looks damp in there. Tất nhiên là nó phải ẩm ướt rồi, vì tụi mày đang ở dưới biển mà. Có lẽ là trường học ở dưới biển không dạy cho những cư dân dưới biển về những kiến thức cơ bản như ẩm ướt là một đặc tính của nước. Công chúa Ariel đang liều mạng vì một túi đồ chứa toàn rác của con người xả xuống. Con cá mập này có thể ăn thịt Ariel và Floater nếu như nó không liên tục đâm đầu vào gỗ và kính như một kẻ điên như vậy. Floater gặp khó khăn trong việc chui qua một cái lỗ nhỏ, trong khi Ariel to xác hơn nó rất nhiều thì lại có thể bơi qua một cách dễ dàng. Có lẽ là cơ thể của tiên cá có thể thay đổi hình dạng tùy ý. Scooter giải thích cái nĩa là cái lược được con người sử dụng để chải tóc. Và Ariel chưa gặp một cái nĩa nào bao giờ. Có lẽ đối với Ariel thì thứ trên đầu của cô không phải là mái tóc. Và dưới biển, họ cũng dùng nĩa để thể hiện quyền năng, chứ không phải là để ăn. Nếu như Ariel chưa bao giờ biết sự tồn tại của cái lược thì lý do vì sao mà tóc của cô lại mượt mà và ngay ngắn được như vậy? Mặc dù là chui từ dưới nước lên, nhưng tóc của Ariel vẫn có thể bồng bềnh một cách hoàn toàn khô ráo. Sau khi nói chuyện với Scooter, Ariel đã chào tạm biệt con chim và quay trở về. Nhưng vì sao Ariel lại biết rằng con chim này sẽ có mặt ở hòn đá này vào lúc mấy giờ mỗi ngày để có thể chui lên và gặp nó được vậy? Và với một người cực kỳ tò mò như Ariel thì vì sao mà mãi đến hôm nay cô nàng mới đi khám phá con tàu bí ẩn đó mà không phải là từ lâu lắm rồi? Tiếp đó là chúng ta được gặp Ursula cùng mấy con tôm snatch của mụ ta. Rõ ràng là ở cảnh tiếp theo ba con tôm này đã biến mất, nên khả năng cao là tụi nó cố tình để cho con tôm ốm yếu này bị ăn rồi tranh thủ cơ hội mà bơi đi mất. Ursula cực kỳ quyền năng, có thể giăng bẫy một công chúa tiên cá làm theo ý của bà ta, nhưng lại để cho đám tôm snatch của bà ta chạy thoát. Vậy là Ariel có trí thông minh nhỏ hơn cả đám tôm này hay sao? Sebastian sau đó than thân trách phận vì Ariel đã khiến cho show diễn để đời của ông ta đổ sông đổ biển. Nhưng nếu Sebastian cẩn thận hơn thì ông ta có thể đã check xem coi Ariel có ở bên trong cái vỏ sò hay chưa trước khi trình diễn. Thật là thiếu chuyên nghiệp. Ở đây, vua Triton nói với Ariel là miễn là con còn sống ở dưới biển thì sẽ phải theo luật của ổng. Chúng ta đều biết là không phải ai cũng đều tuân theo luật của Triton, Ursula. Triton sau đó đổ hết tội lỗi cho Sebastian vì không để ý tới con gái của ông ta. Việc mà đáng lý ra Triton phải tự làm vì một người cha bắt buộc phải làm như vậy. Ở đoạn này, Ariel đang đặt cái nĩa lên cái chân đèn cày bên cạnh con dao ăn và cái muỗng. Có lẽ ở dưới biển người ta ăn bằng tay, cho nên mấy dụng cụ ăn uống này mới trở nên lạ lẫm như vậy đối với họ. Ariel sau đó lôi ra 20 cái thứ gì đó, theo như cô nói. Nhưng trong khi đó thì chúng ta chỉ thấy được 13 cái. Thêm một ví dụ nữa về giáo dục dưới biển, quá là tệ. Sau đó trong bài hát của Ariel, chúng ta được thấy cô nàng đang ngắm nhìn bức tranh
Mandalay with the Smoking Flame, một bức tranh vẽ bằng dầu trên vải, thứ chắc chắn sẽ không còn có thể đẹp như vậy khi rơi xuống biển, mà thay vào đó, nước biển sẽ biến nó thành đồ bỏ. Chúng ta có thể gọi Ariel là Trash Collector vì đống rác thải mà cô đã nhặt về từ dưới biển, và cũng không có gì bất ngờ khi ở dưới biển là có nhiều rác đến vậy. Thêm một ví dụ nữa cho việc thủy thủ đoàn của hoàng tử rất tệ trong việc ra khơi. Bắn pháo hoa trên bông tàu trong khi con tàu được làm bằng gỗ và buồm làm bằng vải. Không ai sợ nó bị bắt lửa rồi khiến cho cả đám chết cháy hả? Ariel đã yêu hoàng tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện này chỉ có thể khắc phục bằng cách cho Ariel gặp Elsa mà thôi. Ông quản gia thực sự ván một cái tượng nặng vờ lờ lên tàu chỉ để tặng cho hoàng tử, rồi sau đó để nó chìm xuống biển. Mặc dù đây là cua và cá, nhưng nó vẫn cố gắng chống lại cơn sóng thay vì bơi ở dưới nước một cách dễ dàng và đỡ cực hơn. Trên đời chưa bao giờ thấy con cua nào bơi sải. Gỗ trên tàu mỏng đến mức có thể bị vỡ khi ai đó giẫm qua nó, nhưng ngay sau đó lại trở nên cực kỳ cứng để có thể khiến người ta mắc kẹt ở trong đó. Ariel đủ khỏe để có thể nhảy một phát từ bờ xuống biển như hai cậu. Và có vẻ như biển cả cũng muốn tiên cá của họ có một cảnh hoành tráng khi ngân nga bài hát của mình. Chị của Ariel ngay lập tức đoán ra Ariel đang yêu sau khi nhìn thấy sự hạnh phúc, hoạt bát, hát hò và vui vẻ thoải mái của em gái mình. Cứ như là không còn lý do nào khác để một cô gái có thể vui vẻ, thoải mái, hoạt bát và hạnh phúc nữa vậy. Sebastian nói rằng cuộc sống dưới biển tuyệt vời hơn cuộc sống trên cạn. Chắc là ông chưa bao giờ xài internet rồi. Con tôm hùm này đang đánh trống bằng vỏ sò. Chỉ có điều là càng tôm hùm gõ vào vỏ sò sẽ có âm thanh không thích hợp để làm trống lắm. Sebastian đang hát về sự vui vẻ của các loài cá, và một chú cá heo xuất hiện để làm nền. Mặc dù cá heo không phải là cá, nó là thú. Thêm mấy con cá ngựa có đầu hoa này nữa, chưa bao giờ thấy trong sách. Sebastian đang định tra tấn Ariel bằng cách ghim đinh vào người cô xuống sàn. Làm thế nào mà Floater có thể khiêng được một bức tượng to gấp 10 lần nó vào trong con tàu của Ariel? Ariel đang chơi đá, vì vậy mà cô có thể tưởng tượng ra được bức tượng đang nói chuyện với mình. Và vua Triton đã có một câu khá là phân biệt chủng tộc với loài người sau khi thấy con gái mình nói chuyện với một bức tượng. Và rồi sau đó, vua Triton sử dụng quyền năng của mình để biến mọi thứ thành bong bóng. Thắc mắc là vì sao ổng không sử dụng để loại bỏ những thứ mà con người thải xuống ngay từ đầu, mà phải đợi con gái mình lôi về nhà như vậy để phá đồ của nó. Cần lời giải thích cho việc vì sao phải lấy một con mắt của mỗi con lươn thay vì sử dụng hai con mắt của một con lươn cho đỡ lằn nhằn. Có lẽ làm vậy cho ngầu hơn chăng? Có lẽ đây là một cặp lươn song sinh có sức mạnh đặc biệt mà Ursula đã phát hiện ra rồi sử dụng nó như một phương tiện phát triển cốt truyện chăng? Sau đó chúng ta được đến gặp Ursula. Phần thuyết trình kế hoạch độc ác của bà ta thật sự xứng đáng 10 trên 10 điểm thuyết trình về phần nhìn lẫn phần nghe. Và tất nhiên, Ariel đã ký vào bản hợp đồng của Ursula một cách cực kỳ không não vì tình yêu của mình. Ngoại trừ việc tình yêu của Ariel không biết cô là ai hết. Điều kiện để Ariel có được hợp đồng là cô phải khiến cho hoàng tử yêu mình bằng cách khiến cho hoàng tử hôn mình. Nhà làm phim chắc chưa bao giờ nghe đến cụm từ FWB rồi. Nó hung vậy thôi chứ chắc gì nó đã yêu. Mà cho dù nó đã yêu đi chăng nữa thì chẳng ai lại muốn cưới nhau, lập gia đình rồi có con ngay với nụ hôn đầu cả. Thế giới thật nó không dễ dàng như vậy đâu gái. Ariel khi có chân thì sẽ chạy giống như ninja cùng một cánh tay kỳ dị, và là điều kiện của Ursula là Ariel phải quyến rũ hoàng tử bằng ngôn ngữ cơ thể chứ không được nói. Và Ariel vẫn đồng ý làm theo, nhưng chắc là Ariel làm không đúng cách rồi. Gà, bản hợp đồng lúc đầu được ghi bằng tiếng Anh cho đến khi nó trở nên vô nghĩa bằng cái tiếng lạ lạ gì đó, vậy mà vẫn ký được. Ariel ngay lập tức có được đôi chân trong thoáng chốc và có thể đi lại dễ dàng. Ngay cả người bình thường nếu không đi lại trong một thời gian dài cũng gặp khó khăn trong việc dùng chân, mà Ariel lại có thể chạy nhảy múa hát, đúng là phim. Scooter không nhận ra Ariel có chân mà nghĩ là cô có cái ao mới. Mặc dù Floater là một con cá bơn, nhưng nó có thể giữ mang của mình ở trên cạn trong một thời gian dài mà không cần thở. Scooter sau đó lấy một mảnh buồm từ một con tàu để cho Ariel che body của mình lại. Nghe có vẻ bình thường, mặc dù là lúc đầu ở chỗ đó không có con tàu hay mảnh buồm nào hết. Eric không nhận ra cô gái đã cứu mình, mặc dù anh ấy đã nói về chuyện đó suốt cả ngày. Chắc Eric chỉ nhớ mỗi âm thanh, còn phần hình ảnh đã được thay bằng con chó cưng của ảnh. Sau khi nhận ra Ariel không nói được, Eric liền cho rằng cô không phải là người mà anh đang tìm. Chắc ở thế giới này không ai bị viêm thanh quản bao giờ. Tại sao Ariel lại hành xử như cô chưa bao giờ nhìn thấy bong bóng trước đây? Sebastian đáng lý ra đã trở thành một miếng burger cua, nhưng ổng lại sống sau việc đó. Mình có thể không biết nấu ăn, nhưng chắc chắn là đầu bếp hoàng gia rất tệ, chỉ cần nhìn vào cách mà họ nấu con cá. Có vẻ như đầu bếp cố tình cho tua bạch tuộc rớt ra ngoài để mọi người biết họ đang nấu món gì. Tưởng tượng hóa đơn tiền điện cho máy lạnh ở phòng này xem. Hoàng tử quyết định cưới một cô gái đã từng cứu mạng của ảnh, trong khi những gì mà hoàng tử biết về cổ chỉ là giọng nói. Thậm chí hoàng tử còn quan tâm đến việc cô ấy có thích mình hay không và muốn cưới mình không. Hoặc là trong thời đại này thì chỉ cần là hoàng tử, mọi cô gái sẽ dâng hiến bản thân cho bạn. Hoàng tử Eric đang có quan điểm y chang với Gaston trong Người đẹp và quái vật. Câu hát của ông đầu bếp này nghe có phần giống với Bill Gates ở bên Beauty và The Beast, mặc dù bộ này ra trước Người đẹp và quái vật. Cái bàn của ông này quá dẻo để có thể làm bàn bếp, nơi ông phải chặt liên tục như vậy.
Sebastian rớt xuống bên cạnh chân đầu bếp, nhưng trong một giây sau, ông dịch chuyển đến chỗ khác. Ông đầu bếp phá hủy mọi thứ trong nhà bếp chỉ vì một con cua. Hoàng tử Eric thực sự nên tuyển đầu bếp mới cho mình. Hoàng tử Eric thực sự sẽ mời một thường dân lạ mặt vào trong phòng ăn hoàng gia để cùng ăn với mình. Không ai thấy một con cua sống đang chạy trên bàn rồi chui vào trong dĩa của khách sao? Ngay lập tức, ông quản gia nói về việc hãy ăn trước khi con cua chạy ra khỏi dĩa của ông. Thật đáng tiếc. Ariel đang được phục vụ bởi hải sản. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được trải nghiệm. Có lẽ do tình yêu nên Ariel cảm thấy bình thường khi ăn những sinh vật mà mình nói chuyện với chúng mỗi ngày. Ariel nên học tập The Deep. Nhưng mà có lẽ là ở dưới thủy cung, người ta vẫn ăn sò và mấy con sinh vật cấp thấp. Chứ không thì họ đã không lấy vỏ sò để làm áo d*** rồi. Hãy nhìn Ariel đang ngủ sau một ngày dài phải làm quen với sự thay đổi và áp suất không khí lên cơ thể vật lý của cô kìa. Thậm chí đây là lần đầu tiên Ariel sử dụng chân, nhưng mà cô lại chẳng có một tí nào đau cơ cả. Phép của Ursula hoạt động hiệu quả quá rồi còn gì. Nhưng mà Ariel có vẻ ngủ hơi ngon so với một người đang bị deadline dí đến tận đích đấy nhỉ. Trong lúc Ariel đang say giấc thì vua Triton đang tự than thân trách phận vì sự tàn nhẫn mà ông đã làm với con gái của mình. Nhưng mà có lẽ là ông nên làm gì đó ngay bây giờ đi, chứ không là con gái ông đi đời luôn chứ không đùa đâu. Eric thực sự sẵn sàng để một cô gái lạ mặt đánh xe ngựa chở mình đi chơi mà không quan tâm là cổ có biết lái hay không. May phước là Ariel không phải một nữ tội phạm đang có âm mưu bắt cóc hoàng tử. Với cái độ lớn của mặt trời như vậy thì cả hai người đáng lẽ phải thành cá nướng với thịt nướng hết rồi. Mọi người đang sống ở hành tinh nào mà mặt trời lớn vậy? Hoàng tử đang quan tâm đến một con vật kêu gào đau đớn khổ sở, mặc dù nó đang quằn ở phía sau. Nguyên văn của cái lời nhạc này là: đúng, bạn thích cô ấy, hãy nhìn vào cô ấy. Bạn biết cô ấy cũng thích bạn. Chỉ có một cách duy nhất để hỏi cô ấy: đừng nói gì cả, mà hãy hôn cô ấy. Con cua này bệnh hoạn đến mức sẽ hôn người ta chỉ để biết người ta muốn hôn mình hay không. Sebastian đã nói tên của Ariel cho Eric biết, và bất ngờ là anh có thể hiểu được tiếng của con cua. Vậy thì sao lại không nghe được câu hát hôn cô gái của con cua vừa hát lúc nãy về hoàng tử? Hoàng tử không thấy lạ khi hai con chim mở lối cho hoàng tử ở khúc này hả? Các cô gái nhớ chú ý là đừng theo bất kỳ thằng nào vào trong một cái chỗ được che lại bằng cái màn hình như vậy nha. Hoàng tử chắc đang bị Ariel thu hút nên không quan tâm đến việc đám cá nhảy múa với phun nước ở xung quanh. Không ai để ý đám đồ biển này đang bơi ở sông mà vẫn sống được hả? Cá bơn, cua biển, thậm chí là hai con lươn này nữa. Do đang ở thế giới hoạt hình nên muốn làm gì làm hay sao? Đây là lý do mà bạn nên tìm hiểu cô gái mà bạn quan tâm, thay vì chỉ đi theo tiếng nói mà bạn nghe trong lúc mê man một cách mù quáng. Hoàng tử Eric thực sự sẽ cưới người khác thay vì một cô gái đã cùng ở với anh vui vẻ trong một ngày dài với chim chóc và cá tôm ở dưới nước. Chap boy Eric. Mấy ngày hôm nay chắc Ariel mệt mỏi dữ lắm. Ngủ từ lúc tối đến lúc hoàng tử đưa vợ về rồi chuẩn bị đám cưới trên tàu. Để ra khơi luôn rồi mà bà mới tỉnh dậy để nghe tin dữ từ Scooter. Ở nhà chồng mà ngủ từ tối hôm nay đến tối hôm sau như vậy thì mất chồng cũng đúng. Scooter có một khả năng đặc biệt là có thể có mặt ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và lúc phù hợp nhất. Như việc bay đến phòng của Ursula và biết kế hoạch của mụ phù thủy. Có đủ quyền năng để thay đổi ngoại hình ở bên ngoài, nhưng còn trong gương thì không. Chỉ cần một tấm gương là Eric được sáng mắt liền. Sebastian quyết định báo cho vua Triton biết để giải quyết. Mặc dù đây là người cha mà dù con gái và thân cận đã biến mất 2 ngày, nhưng tất cả những gì ổng làm là ngồi một chỗ buồn phiền thay vì cử người đi tìm họ. Scooter sau đó đi thông báo cho toàn bộ động vật giúp đỡ. Có lẽ là nhà làm phim nghĩ rằng thế giới động vật đều sẽ nói tiếng Anh và không cần giải thích tất cả mọi việc vì tụi nó sẽ hiểu nhau thông qua thần giao cách cảm. Hoàng tử Eric sẵn sàng cưới một người thẳng chân đạp lên đầu chó cưng của ảnh. Mọi việc đổ bể. Ariel xin lỗi cha của mình vì cô không biết và cô không có ý định đó từ đầu. Bớt xạo đi Ariel. Vua Triton với quyền năng của biển cả nhưng vẫn không thể nào phá được luật từ hợp đồng được ký tay. Wow, chúng ta đã biết cái gì mới là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Tưởng tượng vợ của bạn biến thành mụ bạch tuộc khổng lồ và người yêu của bạn thì biến thành cá, nhưng bạn vẫn lụy tình và yêu đến cùng. Ursula sở hữu toàn bộ quyền năng của biển trong tay, nhưng một chỉ có thể đưa mấy con tàu đắm từ dưới biển lên thay vì triệu hồi sóng thần hay làm cái gì đó để nhấn chìm đất liền. Ariel lúc này chỉ quan tâm đến Eric mà quên đi những người bạn khác của cô cũng có thể sẽ bỏ mạng. Hoàng tử Eric quyết định lái một con tàu không có buồm, không thể nổi và khá chắc là bánh lái không thể hoạt động để giết Ursula, một vị thần biển bất diệt. Nhưng may mắn là cái thiện luôn thắng, nên với quyền năng của biển trong tay, Ursula bị đâm bởi một con tàu do chính mụ tự đem lên. Có lẽ quyền năng vô tận cần phải đi chung với khả năng suy nghĩ nữa. Có mọi quyền năng trong tay nhưng không thể chữa thương được. Mặc dù là một con bạch tuộc nhưng vẫn có khung xương như động vật. Làm thế nào mà Eric có thể bơi từ ngoài khơi xa vào trong bờ nhanh đến vậy? Đến nước này, vua Triton vẫn không chắc là con gái mình có thật sự yêu hoàng tử hay không. Triton nhận ra một điều duy nhất cần phải làm, đó là chân con gái và một cái cầu vòng. Và đó là toàn bộ sạn mà mình đã tìm được trong The Little Mermaid bản 1989. Các bạn cảm thấy video này thế nào? Đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để mình biết với nhé. Tạm biệt các bạn.